Trên chợ ứng dụng á, nó mới có cái phần mềm diệt virus hay lắm. Nó nội tải về cái là nó tự động diệt virus luôn, mà 365 ngày không sợ virus tấn công luôn. Vậy nữa hả? Dạ. Ừ, ấy cái đó cho nội đi. Dạ, nhưng mà nó hơi mắc cái nội. Ủa là sao? Nó tới 500 ngàn lận á. Vậy hả? Ừ, 500 chỉ có 500. Làm luôn á nội. Làm luôn đi con. Dạ. Đây, 300 nữa. 5. Dạ. Chịu tôi cũng chơi được. Dạ. Lẹ lẹ con ha. Dạ. Lát con đem xuống cho nội nha, để con tải xong cái. Cặp xuống nha. Dạ dạ. Nhanh nhanh, tóc bộ. Dạ. Đẹp nha. Dạ dạ. Cái gì đó hai đứa? Dạ, ba mẹ ơi, cái laptop này nó chậm quá rồi, giờ làm sao vậy? Mẹ mua máy mới cho tụi con đi. Mua máy mới cái gì? Hai đứa con vệ sinh máy lại đi. Con kiểm tra hết rồi, nhưng mà tại cái máy này nó từ thời năm 1900 hồi đó rồi mà. Thì bây giờ những cái thư mục nào cũ quá thì tụi con xóa đi, không thôi là chuyển hết qua ổ D, vậy là được chứ gì? Dạ, tụi con cũng chuyển rồi. Nói chung là tụi con làm hết cách rồi mẹ ơi. Máy cũ mà muốn nó mạnh lên á thì chỉ có một cách, thay RAM, thay cạc màn hình, xong. Nghe ba nói gì không? Dạ, nhưng mà con cũng làm hết mấy cái đó rồi ba. Mẹ, con nghe nói có mấy cái loại laptop mới ra mẹ. Thằng Long nó mới mua một cái đã lắm, có nhiều tính năng lắm mẹ, xịn lắm. Đúng rồi mẹ. Mua cái đó nha mẹ. Xịn cực kỳ luôn, chơi game cực đã luôn. Học bài cực nhanh luôn á mẹ. Đúng rồi mẹ, search cái ra liền luôn mẹ. Dạ. Không cần thiết lắm. Cái laptop này còn xài được mà, chỉ cần thay RAM, thay cạc màn hình thì cũng học bài cực đã. Chơi game cực đỉnh luôn á. Nghe ba nói gì chưa? Hả? Hai đứa cứ về làm những cái gì ba nói đi, còn nếu mà không được nữa thì nói ba. Ba qua ba coi cho. Ok. Dạ. Ok không? Dạ. Dạ. Thấy chưa? Anh biết là không có được mà. Mình ơi, Minh, con. Để suốt ngày xài cái máy laptop cũ sao ta? Lèm bèm. Sao nổi? Con giúp nội coi. Gì đó? Tải phần mềm diệt virus gì đó. Dạ, à, diệt virus trong điện thoại đúng không nội? Ờ, sao nó để nó khỏi đứng hình mà làm cho tốc độ nó nhanh nhanh. Dạ đi. Rồi 200 hả? Cái này chắc 200 hả? Ờ. Nè. Đây. Ra đi. À, trời ngon nghe. Dạ nội ơi, ở trên chợ ứng dụng á, nó mới có cái phần mềm diệt virus hay lắm. À. Nó nội tải về cái là nó tự động diệt virus luôn, mà 365 ngày không sợ virus tấn công luôn. Vậy nữa hả? Dạ. Ừ, ấy cái đó cho nội đi. Dạ, nhưng mà nó hơi mắc cái nội. Ủa là sao? Nó tới 500 ngàn lận á. Vậy hả? Ừ, 500 chỉ có 500. Làm luôn á nội. Làm luôn đi con. Dạ. Đây, 300 nữa. 5. Dạ. Chịu tôi cũng chơi được. Dạ. Lẹ lẹ con ha. Dạ. Lát con đem xuống cho nội nha, để con tải xong cái. Cặp xuống nha. Dạ dạ. Nhanh nhanh, tóc bộ. Dạ dạ nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn trước. Lẹm bẹm, học hành đi rồi lẹm bẹm. Chưa về một nửa coi. Anh này mắc cười à, công sức của anh chứ bộ. Giờ anh có đưa không? Anh đưa đúng không? Nội ơi, nó hai nãy lượt nội rồi. Thằng này. Nè. Mẹ cho anh 300. Một nửa mà. Mày nhỏ hơn. Ông nội ơi. Ê. Thối lại cho anh 50. Em không có tiền. Vậy lát rồi phải đưa lại anh á. Ông nội ơi, ông nội. Nhả hơn 50 đi. Có tiền là vui quá. Mà anh có thấy là tiền ông nội không biết gì công nghệ hết không? Mày mắc cười vậy. Thì người ta già, người ta không biết rành gì công nghệ là đúng rồi. Ê. Hay là mình dụ ông nội mua laptop mới đi. À, được đó. Đi 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 đi. Cháu xong bữa khẩu. Đi, đi, đi. Nội ơi, ăn dưa rồi nội. Dạ. Cầm tay với đút cho nội chứ. Dạ. Đây nè. Ngon nội. Dưa của tự tay cắt luôn á. Tự tay cắt. Có đứt tay không? Dạ không, tụi si. Nội ơi. Con cài xong cho nội nè nội. Ờ, đâu? Dạ. Tốt quá, hay quá. Miếng nữa rồi nội. Trời ơi. Ngon không nội ha? À, nội ơi. Sao? Hay là gia đình mình mua laptop mới đi nội. Ủa? Ở trong phòng laptop có 1 cái rồi. Mấy đứa con cũng có 1 cái rồi, mua chi nữa con? Ờ, cái đó nó cũ rồi nội. Cũ hả? Mình mua 1 cái mới đi, nó sẽ giúp cho nội rất là nhiều. Rất nhiều hả? Thử thí dụ coi.
Đúng rồi đó nội, cái laptop mới của mình nó sẽ nhanh hơn cái cũ rất là nhiều. Coi phim nè, lướt web nè, có nghe nhạc đã lắm. Nội, mà nội chơi chứng khoán đúng không? Ừ. Nội mua cái laptop mới đi, con sẽ chỉ cho nội. Tại nó có một cái phần mềm mà mình tải về, xong rồi mình quản lý chứng khoán đã lắm nội. Không có cần tới ba nữa. Vậy hả? Dạ. Vậy giờ chứng khoán được luôn hả? Dạ, đánh đâu thắng đó luôn. Vậy hả? Đúng, lúc đó mà... nội sẽ không cần hỏi ba nữa. Ừ. Mà nội sẽ làm một chuyên gia chứng khoán. Nhưng mà nè, hai đứa nội đâu biết xài vi tính đâu mà mua laptop sao biết xài. Nội, cái mẫu hiện tại mà con giới thiệu cho nội là nó dễ dùng nhất rồi đó nội. Dễ dùng hả? Nó còn có chức năng mới là nhận diện giọng nói nữa. Dạ, đây thí dụ ví dụ cho nội nè. Nó ví dụ như cái điện thoại con là đời mới nè. Ừ. Cái laptop nó cũng sẽ giống như vậy. Ừ. Nó coi này nha. Ừ. Ok, Google. Hiện ra không? Đó. Hồi hồi. Google liền. Google hiện ra liền. Nội thích cái gì nội nói vô là nó hiện ra hết. Phim có không? Dạ có phim luôn. Ok, một bộ phim vậy nói sáng sáng sớm đúng rồi. Hay quá, ra liền vậy hả? Nội con nghĩ đi, mua cái máy mới đó đi, đã lắm, nó thông minh lắm. Thông minh lắm hả? Những gì tuyệt lắm rồi nội. Ăn miếng nữa rồi nội. Cái này lạ đó. Dạ. Rất vui lúc nội. Dạ. Con thương nội nhất nhà luôn á. Nội hay thương hai đứa con lắm á. Vậy bây giờ mình mua cái máy đó nha nội. Mua hả? Dạ. Cái giá nó không ấy đâu. Để không? Tại vì bình thường là nó mắc, nhưng mà nó đang có chương trình khuyến mãi á nội. Nhưng bây giờ mình mua liền đi, chậm chân thì còn. Nhanh nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Mua phải mua liền tay nội ơi. Liền tay. Alo. Gì vậy? Anh ở cửa hàng bán máy vi tính đúng không anh? Nè nói nè nói nói. Anh chờ máy nội. Dứt liền đi nội. Mua luôn, mua luôn. Alo, dạ anh bán máy vi tính hả? Dạ. Anh cho tôi hai một cái máy vi tính đời mới nhất nhé. Dạ. À, địa chỉ cháu tôi sẽ báo ra. Dạ. Cảm ơn. Rồi con báo địa chỉ nha. Dạ thôi, để tôi có gì tôi con canh nhận giùm ông nội nha ông nội. Mẹ nói thiệt với con nha, chị dâu con á làm cái gì nói cái gì mẹ cũng bực mình hết trơn á trời á. Cái kiểu nó nói làm như là nó ra lệnh cho mình vậy, hiểu không? Đúng rồi đó mẹ. Không biết con nghĩ sao hay là tại vì mẹ thấy như vậy? Không phải đâu mẹ, con cũng thấy y chang mẹ vậy đó. Vậy đó hả? Cách của chị nói chuyện họ làm cho người khác cảm thấy là mình bị khinh thường lắm. Ừ đúng rồi, vậy là không phải là tại mẹ nghĩ đâu mà con cũng thấy vậy đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó nói chuyện nhiều lúc bực bội sức luôn á. Con biết không, bữa hở mẹ coi hài TV đó. Mẹ thì mẹ có thích coi phim hài, tại vì hài nó vui vẻ. Chứ còn mà mình coi bi nó buồn lắm. Mẹ coi đi có lại ba lần mà mẹ vẫn còn cười. Bây giờ nhắc lại mẹ cái vụ cái hài đó mẹ cũng mắc cười. Ủa bộ mày làm lố lắm sao mà con trố mắt nhìn mẹ vậy? Dạ đâu có, trời mình coi hài á là mình phải luôn luôn giữ cái cảm giác tươi trẻ vậy trong người thì da mặt của mẹ mới đẹp được. Đó con với mẹ rất là hợp, mới cười sáng quá. Mình dạ. Nói mẹ cười nhỏ thôi, cười lớn vậy mày kỳ lắm. Trời ơi, làm đâu được. Hỏi vậy. Trời ơi, mình coi là mình phải cười sảng khoái, cười cho thành tiếng luôn. Đúng rồi, để cho cảm giác của con người mình nó mới tươi mới đúng không mẹ? Vậy đó mà coi đi ba lại ba lần mày vẫn còn cười.